mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay có nắng lên khắp nơi, trời nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ dao động ở mức từ 21 đến 30 độ C. Thời tiết ngày mai 18 tháng 3. Thời tiết tỉnh Quảng Ngãi dự báo nhiệt độ sẽ tăng so với hôm nay và dao động ở mức từ 22 đến 32 độ C. Vì thế mọi người sẽ cảm thấy nóng nhiều hơn so với những ngày qua. Những người làm việc ngoài trời trong tiết trời nắng nóng như vậy, để đảm bảo sức khỏe thì nên mặc quần áo chống nắng kỹ lưỡng, đội mũ nón, thường xuyên uống nước trong lúc làm việc. Cứ sau 45 phút đến 1 giờ làm việc nên vào nơi thoáng mát, tạm nghỉ từ 10 đến 15 phút. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhiều mây, không mưa, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, nắng cả ngày. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng mạnh. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Huyện Lý Sơn, nhiều mây, ngày có nắng. Thưa quý vị, những ngày này bà con ngư dân ven biển Quảng Ngãi và Bình Định đang rất phấn khởi vì được mùa cá cơm. Năm nay cá cơm xuất hiện nhiều, cá lại to nên bán được giá. Mỗi tàu thu được từ 5 đến 7 triệu đồng trong mỗi chuyến ra khơi. Có tàu thu được hàng chục triệu đồng. Với những tàu thuyền đang đánh bắt ven bờ từ vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, trong đêm nay và ngày mai đang rất thuận lợi cho bà con vươn khơi. Ban ngày trời chủ đạo là nắng với gió khoảng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng từ 0,5 đến 2 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, trong đêm nay cũng không mưa, gió hoạt động cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m, ban ngày có nắng. Bà con khai thác, xa bờ quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có thể yên tâm về thời tiết. Dự báo trong đêm nay trời ít mưa, sang ngày mai trời có nắng, gió thổi đều ở mức cấp 3, cấp 4, độ cao sóng không quá 2 m. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều nơi có nắng, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng diện rộng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động phòng giao dịch Đức Phổ như sau. Địa chỉ cũ, số 359 Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ mới, số 282A Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian chính thức hoạt động tại địa chỉ mới từ ngày 13 tháng 3 năm 2023 cho đến khi có thông báo khác. Thông tin liên lạc, số điện thoại liên lạc 0255 3979 989 3979 889. Lý do tạm thời chuyển địa điểm làm việc mới, xây dựng mới phòng giao dịch tại địa điểm cũ. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm từ 80 đến 97%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng trời có nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm từ 90 đến 91%.